những câu chuyện đầy cảm động về tấm lòng nhân hậu, những nơi tình yêu được kết nối và lan tỏa. Một đêm đầy sắc màu âm nhạc với cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Tất cả được thể hiện trong đêm chương trình Chung tay vì người nghèo một năm niềm tin hội tụ, đánh dấu mốc quan trọng, điểm nhấn nổi bật trên sóng đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Sau một năm lên sóng, chương trình đã làm tốt sứ mệnh kết nối địa chỉ cần giúp đỡ với các mạnh thường quân. Hành trình 365 ngày với nhiều cảm xúc, chương trình đã lan tỏa được những thông điệp nhân văn, tình yêu thương, sự chia sẻ và tương trợ giữa người với người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kết nối vận động được hơn 28 tỷ đồng, hơn 50 căn nhà mái ấm tình thương được trao đi. Nhiều trẻ em được khám điều trị bệnh và hàng trăm suất quà đến kịp thời với mảnh đời cần giúp đỡ. Không chỉ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, mà nhiều đối tượng trong chương trình còn truyền đến người xem những nghị lực phi thường, vượt lên số phận khắc nghiệt, mang sức sống tươi mới, góp phần thêm màu xanh cho cuộc đời. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp bé Trúc Ly nhé. Trúc Ly ơi, hôm nay con khỏe không? Dạ, con hiện tại bây giờ đây rất là khỏe. Trong một năm qua thì tình hình học tập của con như thế nào nhỉ? Dạ, sau khi mà đi học trở lại, học đều đặn hơn thì con cũng học tốt hơn trước khi lúc mà con đi vô thuốc. Còn bây giờ lại con cảm thấy khỏe và học hành cũng tốt hơn. Con thấy sau một năm chương trình của mình đến với gia đình đó thì con thấy là có những cái thay đổi gì hay không ạ? Dạ là gia đình con có một mái ấm, với lại con cũng có một số tiền từ chương trình đó là đã giúp con chữa hết bệnh, về hiện tại con đang học tập về ba công việc của gia đình con cũng ổn định hơn. Như vậy thì ước mơ của con như thế nào nhỉ trong tương lai? Con nghĩ là sẽ học tập thật giỏi và trở thành một mạnh thường quân để giúp đỡ các em học sinh giống như con. Anh ơi, khi mà anh nghe cháu con của mình nói như vậy thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Anh rất mừng, anh thấy cháu được học tập cũng giỏi, cũng ngoan, thì về cũng phụ giúp tiếp gia đình. Anh cũng gắng động lực cho cháu được làm như cái ước mơ của cháu. Anh cho em biết là trong năm qua thì gia đình mình có những cái thay đổi nào hay không anh ạ? Anh cũng thay đổi cũng được một phần nào trong gia đình. Thấy được có nhà có cửa thì cho cháu có chỗ nơi học hành và anh cũng yên tâm, anh lo đi mằng để tiếp cháu. Nghe ba nói như vậy thì con thấy như thế nào, con sẽ có quyết tâm trong thời gian tới hay không? Dạ tất nhiên là có rồi, tại vì nhờ con không thể nào mà phụ lòng các cô chú với lại ba mẹ con được, và những người mà mạnh thường quân đã giúp đỡ con trong thời gian con chữa bệnh và giúp con có một ngôi nhà. Vậy thì cô cũng chúc con có nhiều sức khỏe ha, để thực hiện những ước mơ của mình nha. Cảm ơn anh và cháu nha. Niềm vui và hạnh phúc càng được nhân đôi khi mà qua quá trình một năm, có rất nhiều hoàn cảnh được trao cơ hội và đã có sự đổi đời. Trên hành trình đặc biệt ấy, không thể thiếu những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia. Họ có thể là cá nhân, dành hết số tiền tiết kiệm để tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Qua những cái lời kêu gọi của chương trình Chung tay vì người nghèo, tôi cũng có cái đóng góp nhỏ nhỏ để giúp đỡ mọi người, cũng muốn cho mọi người có cái điều kiện để mà vươn lên, có cái hoàn cảnh khó khăn thì đỡ khó khăn hơn đó, vươn lên trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều tốt đẹp hơn. Họ có thể là những người bận rộn với những nghề nghiệp khác nhau nhưng lại cùng nhau tìm thấy điểm chung là giúp đỡ đối tượng khó khăn. Thật ra là mình làm á, thì có làm thì nó sẽ có lan tỏa. Cho nên mình mong là cái chương trình này nó càng kéo dài, nó sẽ lan tỏa được đến nhiều người hơn, lan tỏa đến nhiều mạnh thường quân hơn. Vì rất nhiều người muốn đóng góp cho xã hội. Sau khi mình có một khoản thu nhập gì đó thì mình chia sẻ giúp cho những cái mảnh đời khó khăn. Thì đó là một niềm vui của các doanh nhân giống như mình. Mỗi người một tấm lòng, một cách thức khác nhau, nhưng họ cũng là chiếc lá lành muốn chia sẻ, che chở cho những chiếc chưa lành, những hoàn cảnh không may trong cuộc sống, đem đến cho các mảnh đời thêm động lực để biến những giấc mơ của mình
thành hiện thực. Đi đâu thì cô cũng thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn, những người là neo đơn, những người tật nguyền. Thì từ cái đó, xuất phát từ cái tình thương, cô không thể nào mà ngừng nghỉ, nó cứ cuốn hút cô hoài. Thậm chí là con biết dịch bệnh, cô cũng không thể nào làm ngơ, thậm chí mà cô còn phải là dính nhiễm vì dịch bệnh. Hôm nay thì thấy rằng Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang đã có một cái chương trình rất là ý nghĩa, và cũng là hết sức xúc động, và là cũng mong rằng là sẽ có những cái điều kiện để cùng với cái chương trình Vì Người Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang để giúp đỡ nhiều hơn cái hoàn cảnh khó khăn. Xin cũng xin kính chúc Đài Truyền hình Kiên Giang là cái chương trình ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Một năm niềm tin hội tụ cũng khép lại, một năm mới mở ra. Chương trình Chung tay vì người nghèo sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, kết nối địa chỉ cần giúp đỡ với các mạnh thường quân để mang lại nhiều hơn những nụ cười và động lực vững vàng vươn lên trong cuộc sống. Dẫu biết rằng trên dọc khắp các địa bàn trong tỉnh còn rất nhiều mảnh đời éo le, bất hạnh, nay no, mai đói. Nhưng chúng tôi tin rằng cùng với tình yêu thương sẻ chia của tất cả quý vị, thì các hoàn cảnh sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục vượt qua nghịch cảnh, đổi đời và viết tiếp câu chuyện của riêng mình trong tương lai.